Thưa quý vị, không may mắn khi mới sinh ra, cơ thể đã khiếm khuyết, lại còn bị bạn bè chế giễu. Nhưng anh Nguyễn Văn Lòng, ngụ tại thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, không vì thế mà nản chí. Bằng ý chí và nghị lực cùng sự kiên định vững vàng, cô bé ngày nào từng bị chế giễu người không bàn chân đã vượt qua được nghịch cảnh. Không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân, mà còn trở thành một trong những cán bộ đoàn xuất sắc, có nhiều đóng góp hỗ trợ cho thanh thiếu niên yếu thế, thanh niên nghèo tại địa phương. Ít ai nghĩ rằng đây là một thanh niên khuyết tật, khi hầu hết các công việc chăn nuôi, đồng áng của gia đình, từ cắt lá cho về ăn đến chăm sóc đàn heo, đàn gà, đều do một mình anh đảm nhận. Điều giống dĩ ngay cả người lạ lặng khỏe mạnh cũng khó lòng kham nổi. Vậy mà anh Nguyễn Văn Lòng, ngụ tại thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, vẫn miệt mài làm không biết mệt mỏi, bởi đó là niềm đam mê của anh. Vốn yêu thích chăn nuôi, trồng trọt từ nhỏ, nên anh Nguyễn Văn Lòng tại thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức chọn học ngành thú y. Sau khi tốt nghiệp năm 2012, anh về công tác tại trạm thú y huyện Châu Đức với mong muốn mang kiến thức đã học để giúp đỡ bà con quê mình. Không chỉ có vậy, anh Lòng cũng vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào việc chăn nuôi của gia đình. Nhờ đó, đàn gà, đàn dê và heo rừng của anh luôn sinh trưởng khỏe mạnh, đem lại nguồn thu hơn 80 triệu đồng mỗi tháng cho anh. Mình bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng mà mình vẫn còn đầy đặn hơn mọi người. Có nhiều người họ không có tay nhưng họ vẫn học hành, họ vẫn làm việc được, hay là không có chân nhưng họ vẫn đi lại bằng đôi chân, bằng những cái nạng hay là bất cứ nghĩa là cuộc sống của họ. Thì mình chỉ có khuyên những người mà họ cũng đang khuyến tật như mình thì họ sẽ cố gắng vươn lên cho cuộc sống, chứ không có gì vào tự ti hết. Không chỉ là tấm gương vượt khó vươn lên, đã hơn 7 năm nay, anh Nguyễn Văn Lòng còn là một cán bộ đoàn năng nổ, tích cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp cho thanh niên xã Kim Long. Thành công mới nhất của anh Lòng là tìm ra cách chăm sóc giống gà ri siêu thịt, đem lại lợi nhuận cao, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và con giống cho những thanh niên yếu thế, thanh niên nghèo của địa phương. Anh Lòng là một vai trò thanh niên, đoàn viên thanh niên rất là tích cực và hoạt động trong các hoạt động đoàn mà các anh chị đã giao. Cảm nói về hoạt động thì anh Lòng cũng tạo rất là nhiều hoạt động như là thanh niên yếu thế, như là hỗ trợ con giống cho các thanh niên như bản thân mình. Rất là ưu tú để mình noi theo, mình tấm gương để mình làm theo. Thì bạn ấy làm việc rất là hiệu quả, năng nổ trong công việc, nhiệt tình. Và hơn hết là có những cái tư duy đổi mới phát triển giúp đỡ cho thanh niên. Cũng là có nhiều cái mô hình mới, đặc biệt là đề xuất với đoàn xã để hỗ trợ cho các bạn thanh niên yếu thế cũng như là các thanh niên người dân tộc, để từ đó để tạo cái nguồn động lực khuyến khích các bạn cùng tham gia phát triển kinh tế bản thân. Năm 2016, anh Nguyễn Văn Lòng vinh dự được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức tuyên dương vì có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên.